Good evening, ladies and gentlemen. Nice to meet you in this basic IELTS class. I'm James. Nice to meet you. Hello, everyone. Hello. Hello, James. Oh, hello. Fine. hello, teacher. Hi, everyone. Okay, hello. Hello, xin chào tất cả quý vị. À, gọi chung là quý vị dành để gọi tất cả các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, các em và các con thân mến. <laughs> và hồi nãy em có nghe một số quý vị gọi là hello teacher đó. Uh, you can call me James. okay? tên tiếng Anh của em là James. Còn nếu mà quý vị không đọc được chữ James, có thể gọi là Dương cũng được. Và yeah, hello Dương là được rồi, không cần phải hello teacher đâu ha. Nào chúng ta chào nhau một lần nữa nào. Hello everyone. Hello. Hello teacher. À, hello James. Hello, hello James. Thấy chưa thấy không Nào, May là vừa nói xong đó ha. Uh, nhưng mà điều đó cho thấy rằng là gì? Uh, không phải là em nói gì thì quý vị cũng sẽ nhớ ngay được, à, đúng không ạ? À? vừa nói xong mà còn quên, huống chi là có những thứ mình đã học một tuần trôi qua, phải không ạ? À? vậy thì nghĩa là làm sao? chúng ta nghe một lần có thể chúng ta biết đó nhưng mà sẽ quên. cho dù chúng ta nhớ đó nhưng mà có thể chúng ta không có phản xạ. đó là lý do mà mình phải luôn luôn làm bài tập và được sửa bài. đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. thực <laughs> thường nó tới đây trong hội trường sẽ có một tràng vỗ tay, đúng không? À, ngày hôm nay em phải xin lỗi quý vị rất là nhiều bởi vì uh, Em không em, em không có lên lớp kịp vào lúc 8 giờ kém 10 à, Cho nên hôm nay mình học từ 8 giờ nhưng mà mình, sẽ kết, mình sẽ kết thúc lúc uh, 9 giờ 15 nha quý vị Vẫn vậy nha, dành cho các anh chị nào mà chưa biết Thì lẽ ra một buổi học thứ sáu hàng tuần Là buổi học writing cơ bản đó Thì chúng ta chỉ có 60 phút thôi Nhưng mà em đang bù cho một buổi học vào tháng 7 à, Vào cuối tháng 7 Cho nên là mỗi ngày sẽ dôi ra 15 phút Vào khúc cuối Khi đó quý vị nào mà à, Chưa có học cái buổi mà Em mất vào tháng 7 đó Có thể quyết định tham gia hoặc không tham gia Các anh chị đồng ý ha Vậy thì bài hôm nay Của chúng ta có nội dung như thế nào Đó là sửa bài viết Và bài sửa này dành cho Ngày thứ ừm um, 6 tuần trước là ngày 4 tháng xin lỗi là ngày dạ yeah, là ngày 4 tháng 8. Được ừ. không ạ? À? à và đây em có gửi cho các anh chị cái bài sửa rồi đó. À, quý vị có thời gian để đọc chưa? Em biết là em gửi hơi gấp, <laughs> em gửi uh, trước buổi học có nửa tiếng không biết quý vị có coi kịp không ạ? À? Có có kịp không quý vị? À, cho em biết được không? Rồi sau trong khi chờ đợi xin được chào Tuấn Kiệt. Thái An, Hải Đăng, chị Huyền Chị Cát Lệ Quý vị có kịp coi chưa Kịp coi chưa ạ à? Can you let me know in the comments please Chỉ là yes or no thôi mà Cho em coi trong comment xong quý vị Kịp coi chưa Tại vì kịp coi rồi thì em sẽ Đi bài theo cái hướng đã coi rồi Còn nếu chưa kịp coi em sẽ đi theo cái hướng Chưa kịp coi À chị Huyền đã coi rồi chị dương cũng có coi à, bạn bảo chưa ha chị lệ coi rồi ok rồi à, nếu vậy thì một số bạn chưa ai có rồi thì tốt còn ai chưa coi nghe đây để có cái lý do để để mình học chung với các bạn thôi trời nãy giờ nói quá trời quá đất luôn ha để à, chậm lại một chút để các bạn nào mới vào bữa đầu tiên không có bị bỡ ngỡ buổi ngày hôm nay là buổi sửa bài viết thưa quý vị Sửa bài viết của ngày 4 tháng 8 <laughs> Tức là ngày 4 tháng 8 đó Bạn cùng lớp của quý vị đã học một bài Đó là bài mô tả quy trình Các bạn ấy đã được cho một cái quy trình sản xuất đường từ mía Và các bạn ấy về nhà phải viết theo uh, ba trình độ Chọn một trong ba nếu mình không biết viết cái gì luôn Viết cho em một câu cũng được còn ai giỏi hơn viết vài câu và liên kết lại tức là viết một đoạn đó cũng được còn ai giỏi nữa viết cả bài thì đó chính là yêu cầu của em đối với các bạn cùng lớp của quý vị cho cái bài ngày thứ sáu tuần trước rồi vậy ha và em đã nhận được mười mấy bài đó rất là nhiều Quý vị biết không, chỉ mới hôm kia thôi, em nhận được có 3 bài. Nhưng mà hôm nay đã nhận được mười mấy bài, đó là một tín hiệu rất là vui. Và để cho các anh chị nào mà mới vô bữa đầu tiên ngày hôm nay đó, thì sẽ thấy rằng một tháng của chúng ta sẽ có bốn buổi học viết cơ bản, đó là lớp của em phụ trách. À, vậy ha, trong đó là gì? Tuần lẻ là mình sẽ học lý thuyết và thực hành trên lớp sau cái buổi lý thuyết đó luôn sẽ là bài tập về nhà và những tuần chẳng là mình sẽ sửa bài. Là bài hôm nay nè, ngày hôm nay là tuần chẳng nè, tuần thứ hai của tháng 6 à, tháng 8 nè. Rồi. Vậy thôi, xong. Bây giờ em sẽ nói chút xíu về cái bài ngày hôm trước. Hôm trước là một bài thuộc dạng task one trong đề thi của chúng ta sẽ có task 1 và task 2. À quý vị ơi, nếu mà quý vị nào biết cái này rồi đó, tranh thủ coi lại bài của mình đi nha. <laughs> quý vị nào mà làm bài mà nãy chưa kịp coi đó. À cái này em chỉ nói lại những thứ cơ bản cho những ai mới vô bữa đầu tiên để họ không có bỡ ngỡ họ cùng tham gia với mình. Vậy dạ, ha quý vị mấy này quý vị nếu biết rồi thì có thể tranh thủ coi lại bài để đặt câu hỏi cho em nha. Rồi tiếp theo này quý vị. Trong bài viết thì đề thi người ta sẽ có hai cái task gọi là task 1 và task 2. Cái task 1 sẽ yêu cầu chúng ta mô tả biểu đồ. Cái task 2 yêu cầu chúng ta viết một bài luận. Yêu cầu của task 1 đó là phải viết tối thiểu 200 à xin lỗi 150 từ nha quý vị. Chuyển từ kênh hình thành kênh chữ. Và điểm tối đa là 3 chấm nhưng mà thường khi mà chấm đó người ta sẽ chấm trên thang 9 sau đó người ta quy hệ số về thang 3 chấm sau. Trời cộng nhân chiếu chi ngang thôi dễ lắm. Đó. Và điểm tối đa cho phần này là à, là 3 chấm ha và cái khoảng thời gian để làm là khoảng 20 phút. Đó là khoảng thời gian làm trong phòng thi. Có thể uh, dài hơn ngắn hơn cũng được nhưng đâu đó khoảng 20 phút. Còn ở nhà quý vị làm bao nhiêu thì lát nữa cũng cho em biết nha. Thường đâu, đâu, khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó thì cứ cho em biết. Thế còn task 2, đòi hỏi chúng ta phải viết một bài luận tối thiểu là 250 từ. Điểm tối đa sẽ là 6 chấm và mình sẽ làm đâu đó trong vòng 40 phút. Và tuần sau, mình sẽ qua cái phần lý thuyết của cái task 2. Nếu ngày hôm nay là buổi đầu tiên của các bạn thì cứ coi cho biết để coi cái cách sửa bài nó là như vậy. Và ngày thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ học và làm bài luận nha để về nhà làm bài và tuần tới nữa là mình lại có một tiết sửa bài tiếp đó. Một buổi học lý thuyết, một buổi học thực hành sửa bài, một buổi lý thuyết, một buổi sửa bài. Vậy nha các anh chị. Bây giờ em sẽ nói về cái mô tả biểu đồ biểu đồ nó sẽ gồm có dạng trend có nghĩa là dạng tăng giảm thường nó sẽ được biểu hiện qua biểu đồ đường nhưng mà không phải duy nhất đôi khi quý vị sẽ thấy nó hiện qua cái bảng biểu cũng có hay là đôi khi là biểu đồ cột nó cũng thể hiện cái sự tăng giảm được cho nên à, cái này chỉ là thường thôi thường thôi chứ không phải là luôn luôn thứ hai đó là biểu đồ dạng so sánh đối chiếu à, thường thì nó sẽ được biểu hiện qua biểu đồ tròn đôi khi cũng là biểu đồ cột đôi khi là cái bảng đôi khi là biểu đồ miền nữa ok rồi thứ ba đó là dạng quy trình thì nó có rất là nhiều mũi tên trong đó mình sẽ có hai cái loại quy trình thường thấy đó là quy trình nhân tạo và quy trình tự nhiên mà quy trình tự nhiên đó quý vị thường nó sẽ là một cái vòng lập người ta gọi cái quy trình đặc biệt đó là cái cycle Thí dụ quy trình nước là cái dòng 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 vòng mà nước ở trên khí quyển này nó cứ chạy dòng 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 hay là quy trình co không hay là đôi khi người ta thích người ta cho quý vị cái uh, hệ tuần hoàng kêu mình miêu tả nó rồi xong luôn Thấy không đó, hệ thống hoàn máu nó cũng sẽ đi vòng, vòng 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 trong cơ thể của mình đó đó là những cái về tự nhiên hay là dòng đời của bướm dòng đời của, uh, của sâu của này kia nó cứ vòng 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 như vậy rồi và cuối cùng đó là bản biểu bản biểu là khi có rất nhiều hàng và rất nhiều cột khiến cho mỗi ô nó là một thông tin và nó có rất nhiều ô như vậy mình phải làm sao để mình viết được thì đó là dạng bản biểu rồi ok và trong buổi uh, thứ sáu tuần trước chúng ta đang làm gặp nhau ở cái này đây đó rồi sau đó khi mà hết mấy cái này rồi mình lại quay trở lại cái trend do đó quý vị vô lúc nào cũng không có bị mất bài yên tâm rồi và bây giờ là em sẽ nói một chút xíu về cái cái biểu đồ lần trước và sau đó là chúng ta sẽ sửa bài luôn. Nếu quý vị là à, buổi ngày hôm nay là buổi đầu tiên của các anh chị đó, thì các anh chị nghe đâu đó khoảng một vài câu hỏi của bạn mình là tự nhiên nó lòi ra thắc mắc liền. Khi đó quý vị cứ hỏi em nha. Rồi, bây giờ sẽ là sửa bài. À, coi có, có câu hỏi không? Có quý vị mà có xem bài sửa của em gửi vô trong nhóm rồi đó anh chị nào có câu hỏi thì đặt đặt luôn bây giờ luôn đi ha em đang mở lại cái bài hôm trước các anh chị đợi em tí tẹo đây nè ok um... Đây, nó đây. Còn, còn nhớ này không? Hôm bữa mình đã tè le với nhau như vậy đó. Các anh chị nhớ không ạ? Rồi, thôi thì uh, đây. Qua cái này cho nó sạch sẽ nè. Dạ yeah. đây là cái biểu đồ mô tả quy trình làm đường từ mía. Rồi, đầu tiên là người ta sẽ trồng mía từ một xin lỗi từ 12 đến 18 tháng có rất là nhiều quý vị đổi thành từ 1 tới 1 năm rưỡi xuất sắc quá hay một lần nữa quý vị đọc sẽ thấy có một vài bạn họ ghi như vậy đó và đó là minh chứng cho việc là vừa hiểu được cái đề mà vừa sử dụng từ ngữ linh hoạt nữa. được cộng điểm về từ vựng rồi sau khi mà người ta thu hoạch xong thì sẽ có nhầm sau khi trồng xong nó lớn đó thì sẽ được thu hoạch bằng máy hoặc là bằng tay ở đây bạn cùng lớp của quý vị những người mà đã viết bài đó thì cũng có những cách rất khác nhau linh hoạt để miêu tả cái vụ này một lát nữa mình sẽ chiêm ngưỡng nha có nhiều cái hay lắm sau đó rồi thì sẽ qua cái giai đoạn là ép nước mía quý vị biết nhìn đây biết này ha crush này. ép ra nước là thấy chưa thì tới đây nó có một cái sự khôi hài mà một lát nữa em sẽ phân tích cho quý vị từ những bài viết của các bạn của quý vị gửi về đầu đó ba bốn bài lần chung phải một ba bốn bài có cái sự khôi hài đó sau khi mà có nước mía rồi này các anh chị người ta mới làm sạch cái nước đó bằng cái này đây là lọc đá vôi thì lọc xong rồi nó sạch thì cái nước mía đã lọc xong đó thì nó thì nó, nó không còn tạp chất thì tới đây một số anh chị là bạn cùng lớp của các bạn đó ghi rất hay đó là để loại bỏ tạp chất à, biết sử dụng từ tạp chất đó nó thể hiện rằng mình có vốn liếng về ngôn ngữ mình thể hiện vô cho nên một lát nữa quý vị sẽ coi bài bài của bạn mình viết để uh, uh, gọi là học thầy không tài học bạn ha sau khi mà có cái nước mía sạch đó rồi Người ta sẽ cho qua một cái máy này Một cái này gọi là cái máy bay hơi Evaporator Để làm chi À người ta nung nó lên Thì quý vị biết rồi Khi mà nung mà nấu sôi lên đó Thì nước bốc hơi Còn lại cái gì Cái siro Và quý vị Bạn bè của các bạn cũng làm rất tốt cái chuyện này Đó là nước bay hơi biết chuyển cái chữ evaporator thành evaporate. Một số anh chị còn linh hoạt hơn nữa nói rằng remove water. Trời ơi quá xuất sắc. Loại nước chứ cái gì nữa. Bản chất của cái bước này là loại nước chứ nó có giữ nước đâu. Ê, à, tách nước với, vậy, với lại loại nước là khác nhau nha. Cái này loại hẳn luôn. Tôi đâu cần giữ lại cái nước làm gì. Cho nên không dùng từ tách mà dùng từ remove. Rất hay. Đó là các bạn của các bạn làm đó. Lát nữa mình sẽ chiêm ngưỡng. Sau khi mà nó kẹo lại rồi đó, ha thì mình sẽ cho ly tâm để mình tách tinh thể đường ra khỏi cái siro đó. Và sau khi có được tinh thể đường rồi thì mình sẽ làm khô và làm nguội và biến thành đường thì đó chính là cái ý nghĩa của cái biểu đồ này. Được không? Em sẽ không có nhằm mục đích là em hướng dẫn lại những gì đã nói vào tháng 6, em chỉ kể lại câu chuyện để quý vị bắt nhịp để chúng ta coi bài sửa thôi. Rồi bài sửa ngày hôm nay nó sẽ có những thứ liên quan uh, thứ nhất là từ vựng, thứ hai ngữ pháp, thứ ba là việc dùng từ có đúng đắn hay chưa, viết có lưu loát hay chưa, những cái cao cấp hơn là về mặt từ vựng và ngữ pháp. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức xem bài sửa của các bạn của chúng ta. Có ai có câu hỏi chi không ạ? À? Thái An. Thái An hỏi rằng sao con kiếm không thấy group mến trò vậy thầy ừ tiếp quá rồi câu hỏi của thái an nó liên quan tới học vụ để lát cuối giờ thầy trả lời con nha bây giờ để thầy ưu tiên cho các cô các chú hỏi về chuyên môn nha thái an nha thái an sao kiếm không ra group rồi, ok thái an để nó đi lát thầy sẽ trả lời cho con nha ừ không có chi đâu con Thái An đã cảm ơn rồi Đức mạnh OK <laughs> rồi được rồi Đức mạnh à... nhưng mà các bạn mà đặt câu hỏi có thể đặt luôn một cách công khai cho bạn mình cùng coi mời quý vị xem qua bài của bạn Đức mạnh và sau bài của bạn Đức mạnh mình có một cái thông điệp để chia sẻ với các bạn như thế này đây là bài của bạn mạnh đây đầu tiên các bạn nhìn vô sẽ thấy rằng đây, bài của Mạnh. Khá là dài đúng không các anh chị? Cho nên là về số chữ đó. Để em coi có bao nhiêu chữ nha. 264 chữ. Còn dài hơn cả bài viết số 2 nữa. Đúng không? Bài viết số 1 chỉ yêu cầu 150 từ thôi. Mạnh viết tới 260 mấy từ lần. Tuy nhiên, người ta chỉ yêu cầu là gì? Viết. Tối thiểu 150 từ. Thì em có viết 4 trang giấy cũng được. Có sao đâu. Thì vẫn là tối thiểu 150 từ. Tuy nhiên. Nhìn đây. Đọc cái đoạn đầu tiên đi các anh chị. Có nhiều câu chuyện để nói. Đây. Đồ thị dưới đây. À, gọi là khái quát. Cách mà đường được tạo thành. Và thu hoạch từ một cái cây cao thuộc họ cỏ thường được biết đến với tên gọi là cây mía thông qua một quá trình nổi tiếng đó là một một quá trình ai cũng biết đó, phổ thông đó, được cho ở trong hình đúng không rồi thì cái câu này của mạnh các bạn thấy tôi gạch 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 rất là nhiều là bởi vì sao đó là những thông tin không cần thiết chẳng hạn cái cây cao đến từ họ cỏ được biết đến như là cây mía nó. No. Đó, một lần nữa, tôi sẽ trả lời câu hỏi của Mạnh nha, mà bây giờ để cho các anh chị thấy được cái vấn đề của nó cái đã. Đây là một tình tiết thừa, rất thừa so với bài và nó một nó làm cho cái bài của mình không có độ tập trung, bởi vì cái người ta quan tâm ở đây là Mạnh và quý vị đó chính là cách mà đường được tạo ra. Và cây mía là cây mà người ta ngầm hiểu rằng ai cũng biết nó là cây gì. Cho nên cái thông tin thêm vô đây là irrelevant, đi thi người ta đánh vô một cái chữ là irrelevant. Rồi, được không em Ham? Và một bài học rút ra cho Mạnh nói riêng và cho quý vị nói chung, những thông tin nào không phải là mục đích chính của đồ thị mình không đưa vào đó chính là cái đường ranh đó uh, uh, mạnh à mạnh hỏi em Vũ, vậy làm sao biết đưa thông tin vô làm sao biết uh, uh, khi nào là là đủ và khi nào là thiếu đúng không tại chẳng hạn vừa rồi thầy vừa chia sẻ là um, qua cái bước purification đó làm sạch nước mía có một số bạn nói là loại bỏ tạp chất. Trời ơi, tại sao ông vừa khen các bạn ấy quá trời mà qua bài của tôi ông lại nói là thông tin thừa. Thì nó ở chỗ đó đó mạnh mà... ha. Hồi nãy đó thì cái cái việc mà loại bỏ tạp chất nó chính là một bước trong cái việc sản xuất mía mà người ta có thể không hiểu cái chữ purify là cái gì thì mình là một người viết có tâm. Mình giải thích cho họ purify chính là loại bỏ tạp chất làm cho sạch. Đọc cái câu của em người đọc hiểu thêm về cái quy trình. Chứ còn cái này, đọc cái câu của em người đọc rồi Đó là sự khác nhau đó Mạnh à. Rồi tiếp ha. Thông qua một cái bước uh, well known được cho trong hình. Thì sao em ơi? Làm sao em biết cái này là well known? Not given. Những cái thông tin not given, không có obvious như thế này thì mình không nên đưa vào. Được chưa? Rồi. Uhm. hoặc là cái này nữa này ha. Choose. Choose là gì? Là cái nước ép đó. Tức là ý của mình sau khi mà mình thu hoạch cái mía đó rồi đó thì mình sẽ thu hoạch được cái nước ép. Nước ép này được sản sinh qua quá trình trao đổi chất phải không mạnh ý em là vậy đúng không thì nước mía chính là một sản phẩm của quá trình trao đổi chất của cây mía nhưng mà đưa vô làm gì người ta đâu quan tâm người ta biết nước mía mà người ta biết nước mía là gì rồi còn đưa thêm cái này vô là hơi phô trương đó nha mạnh he cho nên là vân 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 còn nhiều cái như vậy ở đây tôi mới ghi một vài dòng cho mạnh là em có tìm hiểu và vận dụng kiến thức sinh học và vật lý tôi trước tiên phải ghi nhận công sức của em việc này việc này không phải ai cũng làm được vỗ tay cho mạnh và sử dụng ngôn từ cũng rất hay cái đó phải ghi nhận luôn đây sau này khi mà em làm bài báo cáo hay làm bài khoa học gì đó em mà có nhiều cái ý ngoài đưa vô đó thì nó sẽ tốt cho em nhưng mà em ơi đây Mặc dù vậy khi em ghi quá nhiều kiến thức nền Mà không có trong bài viết Thì nó lại phản tác dụng Khiến bài viết trở nên khiên cưỡng Đọc vô nghe nó mới tự nhiên à, Và đúng không Nó không có phục vụ mục đích Là để cho người ta hiểu thêm về cái đồ thị Vậy thì đây là cái cứu cánh uh, mạnh nè Đối với cái dạng process này Chỉ cần miêu tả giùm tôi hai thứ Một, cái bước đó là cái gì Hai, mục đích để làm gì Tới đó thôi là được Tới đó là đủ để chúng ta viết ra thành chữ đủ 150 từ nộp bài là được rồi. Còn em thêm nữa vô nó dài. Đi thi có viết kịp hay không? Rồi, vậy đó. Em e, em nha, em nha. Được không Mạnh ơi? Được chưa? Rồi, Mạnh đã yes. Quốc Khánh nói dùng chat GPT được không thầy? Không, nhất định là không nha. <laughs> mạnh hơi greedy, Why? What? rồi con chị nào có hỏi gì thêm không ạ? À? con chị nào hỏi gì thêm không? trong khi chờ đợi thì em sẽ đi qua một uh, mỗi một bài em sẽ đi qua cái uh, vấn đề to lớn nhất của bài đó để chúng ta cùng học hỏi. và uh, này em có ghi cái câu ở đây đâu? à đây cái câu này. Cái câu này là câu đầu tiên em thấy nhiều người cũng làm. Cho nên là em móc ra. Câu này là của chị uh, Xuân Dương Lộc Trao. Nhưng mà em kiếm đại diện thôi. Chứ nhiều người cũng ghi câu này lắm. Rồi chúng ta cùng đọc. Subsequently. Sau đó. Cái mật mía đó đó. Được mang tới. Một cái máy ly tâm. Để. tinh thể đường khỏi cái mật mía. Một câu chuẩn xác phải không quý vị, ngữ pháp chuẩn xác luôn. Cho nên đầu tiên em phải ghi là câu này không sai ngữ pháp. Và thêm một cái nữa, câu này cũng được sử dụng trong cuộc sống. Có. Nhưng vấn đề ở đây là câu đó, đó không chuẩn về văn phong học thuật. Ở chỗ nào? Rồi, mọi người nhớ giùm em là cái chữ to hay là in order to. Hai cụm từ này dùng để chỉ ý tưởng gì, ý niệm gì quý vị mở micro nói cho em nghe xem nào. Tiếp theo. Sao con? Tiếp theo. Tiếp theo, à chưa đúng. Mục sau... đích. À đúng rồi, dùng để chỉ mục đích. Sau đó là gì quý vị ạ? À? Dùng dùng cái loại từ gì sau hai cái này? Vợ. Vợ nguyên mẫu luôn thầy nguyên mẫu vớt vớt mẫu. Vớ. mẫu ha rồi và dùng để chỉ mục đích nhưng mà mình chỉ mới biết tới đây thôi đúng không, quý vị ai cũng biết về cái này hết nhưng mà còn một cái nữa nè quý vị ơi đó là cái v không này nè quý vị phải là một hành động do chủ ngữ của cái câu đó làm v không phải là một hành động do chủ ngữ của câu thực hiện. Rồi, em ví dụ ha. Đó là uh, I learn English to speak with foreigners. Thấy chưa? Vậy thì ai là người speak? Các vị có thể trả lời được rồi. Đó là tôi tôi thực hiện hành động nói vâng quý vị thế là ok chưa à có thể bình luận cho em cũng được cho lẹ khỏi mở micro mất công thế là quý vị có hình dung được cái câu này của em không nè đây đó nếu hành động v không đó do Chủ thể, chứ không phải chủ ngữ. Chủ thể khác thực hiện. Ta cần thêm cái chữ for cộng với lại cái chủ thể đó. Rồi, ví dụ. Ví dụ nha. Uh, Mr. Smith works hard for his child to go to school. Đó. À câu này có make sense cho quý vị không ạ ông Smith làm việc chăm chỉ nếu mà không có cái này á à, thì ai là người đi học anh em mới nói rồi sau chữ to, đúng không là V không và cái thực hiện hành động V không này sẽ là chủ ngữ của câu ở đây mình thêm cái chữ for his child <laughs> vậy thì cái chủ thể này sẽ là người thực hiện hành động go to school vậy thì ai thấy được vấn đề của cái câu trên này của mình ai cái thấy dạ cái siro đó nó không thể nó tự tách ra khỏi đấy. cái mật đường đấy đó đúng rồi crystal là tinh thể thầy? đúng rồi con crystal là dạ thầy ơi nhưng mà cái đề uh, zero đó đó nó nằm ở thể bị động đó thầy dạ, Thì theo rồi. mình đọc cái câu này thì mình hiểu là được mang đến cái máy này bởi một con người đúng thì đúng cái đúng con rồi. người đó sẽ separate được không thầy uh, dạ đúng thì chính vì hiểu như vậy được cho nên câu này được sử dụng trong cuộc sống nè nhưng mà nó sẽ khiên cưỡng ở chỗ là nó phải thí dụ chị cứ dùng cái thể uh, chủ động thì được tức là they bring the syrup to a centrifuge tới đây thì ok to separate sugar crystals from the syrup tại vì khi đó V không separate và bring cái gì đó đều do một chủ ngữ thực hiện đó là con người ta thực hiện. Nhưng mà khi mà mình đổi nó thành câu bị động Thì lúc đó chủ ngữ nó lại là object rồi Object làm chủ ngữ là syrup rồi Thì khi đó nó sẽ hơi khác chút yeah. Dạ Dạ Nh Nhưng mà nó không có sai Em phải đồng ý như vậy nha Người ta vẫn nói như vậy Nhưng mà cái đó nó chỉ chấp nhận Trong văn nói thôi Trong cuộc sống hàng ngày Còn trong văn viết thì Nếu chúng ta viết chuẩn được thì tốt Thì sẽ tốt hơn Điểm mình cao hơn còn mình viết như vậy mình không bị trừ điểm gì hết chỉ là điểm mình không được cao quá thôi vậy thì bây giờ em nhờ quý vị nếu đã hiểu được cái đó viết lại câu này sao cho chuẩn theo phong cách học thuật ai viết được ai viết được cứ viết đi ạ a à, để minh họa cho chị anna vừa hỏi đó ha thì em sẽ minh họa ngay một cái câu này là chị sẽ thấy liền một bài hát của nữ dân ca nhạc pop Britney Spears. Quý vị có biết bài này không? I was born to make you happy. Đó. Biết bài này không ạ? À? Quý vị có thể về tìm nghe, cách đây gần 30 năm rồi. Tuấn Anh Nguyễn chắc chắn là không biết lúc đó chắc con chưa ra đời, năm 1998 đây. Vậy thì quý vị thấy I was born, tôi được sinh ra. to make you happy. để làm cho anh hạnh phúc vậy thì ai làm chị Anna có thấy chưa ai làm à ai làm gì chị Anna ơi dạ tôi à ờ, nhưng mà ai sinh dạ mẹ ờ đấy vậy thì lúc này là gì là là nếu mà giải thích như chị vừa rồi là không ổn tức có nghĩa là tất cả dạ. những cái động từ ở đây nó phải lấy chung chủ ngữ hết là tôi đều là tôi hết nó mới thống nhất vậy đó vậy mới chuẩn đó chị uh, Anna nha dạ, dạ rồi rồi mọi người viết câu này cho em đi, rồi đã nhận được của Quốc Hưng và Kim, chị Kim Nga. Đấy, Quốc Hưng đúng rồi, câu của em đúng, cho nên là sẽ ghi ra đây. Câu của Quốc Hưng được quý vị, đúng, em ghi ra cho quý vị tham khảo để coi chị Kim Nga như nào. Được luôn, đúng luôn. Ghi ra cho mọi người tham khảo Còn ai có, có cách sửa nào khác hay không Mà em phải xin hỏi chút xíu là Tài khoản mang tên Quốc Hưng Là Quốc Hưng hay là chị Hiền vậy ta Đó cả hai con này đều đúng nha Cái tranh chị còn ai nữa không À là Quốc Hưng À ok Tại vì mẹ con hay lấy nick của con đi học, nên thầy phải hỏi. Rồi, nè mọi người. Mình qua câu này luôn ha. Để mình hỏi tiếp những câu dưới. Đây, bạn mình sửa nè. The syrup is brought to a centrifuge. Như cũ, đây vẫn là chủ ngữ. Nhưng mà làm sao? Quốc Hưng đã chuyển thành một cái cấu trúc khác. Đó là cấu trúc so, hoặc là so that dùng để nói mục đích và đằng sau nó là một chủ ngữ khác quý vị ạ. À. Lúc này nè bạn dùng uh, này rồi the sugar crystals can be separated from it lại là một câu bị động khác nữa và điều này rất là hợp lý bởi vì sao đối với những quy trình nhân tạo người ta quan tâm tới cái sản phẩm và kết quả nhiều hơn là cái người thực hiện nó. do đó mình thêm mấy cái chữ như là they này hay là people vô á thì nó hơi thừa à, nó cũng không có thêm được vô thông tin gì hết được không rồi đây là chị nghe thêm vô này, chị nghe thêm vô là đúng rồi đó nè the syrup is brought to a centrifuge như cũ hồi nãy nhưng mà bây giờ đổi chủ thể rồi đó là for people to separate sugar crystals from the syrup vậy dạ, cả hai câu này đều được Câu ở dưới thì hơi thừa chữ people nhưng đúng ngữ pháp, còn câu ở trên là chuẩn luôn. Rồi, ok hôm cả lớp ok một cái đi em qua câu tiếp theo nè. Có ai hỏi gì nữa không? Ok ha, Rồi, giờ chúng ta qua câu tiếp theo. Bạn Huỳnh Lê có hỏi chi không? Rồi chị Huyền có hỏi em gì nữa không? Không hiểu thì cứ hỏi nha, thoải mái chị Nga. Những cái này em nghĩ là nhìn vô là hiểu liền rồi, không không có gì phải bàn. Bạn Bảo Anh, nói chung bạn Bảo Anh làm hay lắm nè các anh chị, chỉ có một vài điều thôi. À đây, đây, đây. Đối với bài của Bảo Anh thì em chỉ cần mọi người chú ý giùm em cái câu này. Này là sửa chung cho cả lớp rút kinh nghiệm chứ không mang tính chất bêu rếu cá nhân như cái gì. Nào nhìn vào đây. Chúng ta thấy. Nhìn vào đồ thị Kỹ hơn trong bước đầu tiên thì cái việc mà trồng mía mà đòi hỏi một cái uh, thời gian phát triển khoảng từ 12 đến 18 tháng đúng không? Bạn nói về cái bước số 1 hồi nãy uh, bé có đây không bảo anh ơi are you here bảo anh đâu rồi có không? Okay. à có okay that's good rồi um, vậy thì em mới nói như thế này với bảo anh là câu đó không có sai nhưng mà về mặt hành văn câu này bị cắt xẻ quá nhiều. Đếm người có bao nhiêu cái phẩy. <laughs> Khiến cho việc đọc lưu loát bị hạn chế. Đó. Vậy thì cách để sửa, quý vị nhớ sau này đừng có phẩy nhiều nha. Mình phải nghĩ ra cách gì đó để một câu có tối đa là hai mệnh đề hay có, có, nói cái khác là gì một cái phẩy một phẩy một lần gọi là không phẩy luôn càng tốt biết cho luôn ra rồi Thế thì mình sẽ sửa lại như sau a closer look at the diagram shows that the first step is the cultivation of the sugar canes tới đây là được rồi Lẽ ra em có thể bỏ dấu phẩy cũng được nhưng ở đây em muốn phẩy bởi vì cái thông tin này là thông tin thêm dấu phẩy có chủ đích rồi được không đọc vô nó sẽ mượt mà hơn là cái ở trên rồi mọi người có thấy chưa a closer look at the diagram là chủ ngữ tức là ở trên đang là một trạng ngữ cho nên mình phải phẩy phải... nó là ngữ pháp này. xuống đây chủ ngữ rồi thì là phẩy gì nữa thêm động từ vô shows that that cái gì sau đó sẽ là một mệnh đề đúng không the first step is chủ ngữ và động từ và đằng sau này là tân ngữ nè the cultivation of sugar canes việc trồng mía rồi sao which requires vân 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 đó là bạn thêm thông tin vô. Quý vị có nhớ là trong cái đồ thị hồi nãy cái à, đây, cái việc 12 tới 18 tháng nó để trong ngoặc. Đó là một thông tin thêm và ở đây chúng ta cố ý sử dụng mệnh đề quan hệ có dấu phẩy để thêm thông tin là quá chuẩn. Rồi, bảo anh hiểu được ý này chưa và sau này các anh chị cũng vậy nha. Bạn xài cái chữ canh tác rất là hay nè mọi người học đi, canh tác là trồng đó. Thay vì là planting thì bạn dùng cái chữ cultivation. Điều tiếp theo. Đây. Đây là cái điều khôi hài mà hồi nãy tôi có trao đổi. A crush by a crusher. Chúng ta có cảm thấy đọc lên nghe nó có cái gì đó nó sai sai và nó hài hài không? Tương tự cho cut by a cutter, dug by a digger, cooled by a cooler rồi mai mốt sẽ thấy là gì đây, đây. Heated by a heater dried by a dryer đó là lập từ đó ở trong tiếng việt lập từ là lập y chang nhưng mà trong tiếng anh lập từ không cần thiết phải y chang như vậy thôi đó là lập từ rồi nè cut by a cutter hai từ cut cùng mang nghĩa cắt đang được sử dụng Bây giờ phải làm sao? A crushed thôi là đủ, hoặc đổi đi. Are squeezed by a crusher. Hoặc, hoặc nữa nè, nhiều cách lắm. Đòi hỏi chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ linh hoạt. Quý vị tưởng tượng ha, khi mà mấy cái cây mía, mấy khúc mía đó đó, nó đi qua cái crusher nó để ép nước đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không ghi là juice làm chủ ngữ? Is extracted from the sugar canes. with crusher à, crusher cũng được dùng từ with bởi vì chữ with này nó mang hàm ý là cái công cụ còn cái chữ by đó là sẽ dùng cho chủ thể đấy nước ép được tách khỏi cây mía bằng cái máy ép nghe, nghe, nó mới có thêm thông tin chứ vậy thì tôi nói tới đây quý vị đã thấy được cái a crush by a crusher nó kỳ chưa comment 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 vô yes or no vậy đừng làm nữa nha yeah <laughs> không sao đó là lý do mà chúng ta phải học nè ở đây chị dương cũng có nè a à, crush by a crusher smash by a dam là gì khánh Dam là cái đập á hả, smash là nghiền á hả, nghiền bằng cái đập á hả, <laughs> chắc là không được. quá. Kỳ quá, sao nước mía mía mà nghiền bằng cái đập được? Rồi cả lớp, à, rồi chị uh, Xuân Dương lộc trào mình coi qua cái phần này thôi. Nó giống như hồi nãy vậy đó chị, um, chị Dương bằng cách là gì? Chủ ngữ là the juice vậy thì by pouring it cũng vậy cũng là một cụm giới từ và nếu chị ghi như vậy thì ai là người thực hiện hành động pour là chủ ngữ đây gọi là hiện tượng không hòa hợp giữa chủ ngữ và những động từ ở những cụm từ phía sau rồi em ví dụ ở dưới này ha chẳng hạn như I will teach English by explaining new words. He will teach English by giving examples. Đây, các anh chị đọc đi. Có nhận xét được là ai sẽ là người thực hiện hành động explain và give này không? Rồi, chị Dương ok chỗ này không chị? Vâng ạ à. <laughs> Vậy thì chị tự sửa được không? The juice is purified by yeah. By gì? Bởi yeah. By by people. Be, be in. Là... Dạ vẫn yeah. là be in chị. Đây nè, đây nè. Phải yeah. là be in bởi vì như vậy mới đúng ngữ pháp tại vì sao giới từ by phải là yeah. in. Nhưng mà yeah. be in poor. Yeah. Đó, vậy thôi. Và đó chính là một cái vấn đề của chị uh, Dương mà em muốn chia sẻ trời ơi 67 người đang theo dõi mà không có chịu tương tác gì hết trơn hà. có ai hỏi chi không được Thế ơi Ôi, dạ ơi À, bảo anh hả hỏi đi con vâng vừa nãy cái câu mà cái cụm cụm từ uh, 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 scooter a scooter by scooter by scooter à cắt thở bay cắt hả nãy hả không kể đoạn mà thầy sửa cho em ạ ta nó hiểu cho em đâu ta. Đúng rồi, cái cái câu thứ hai a scooter by a scooter. I I crushed by a crusher rồi sao hỏi đi bé. Trước em học lớp IELTS cơ bản của thầy thầy có sử dụng câu đấy hay là em, em theo theo thầy. No. Again please, I didn't hear that. Ờ em học lớp IELTS cơ bản của thầy ba trước đấy ừ. em thấy thì ừ. có sử dụng cũng từ đấy ở sample bước thứ ba như là em theo thầy ờ rồi vậy thì bây giờ mình cùng nhau improve English của chúng ta nhé yeah. rồi ừ. vậy thì nếu mà em theo mẫu thì đúng rồi tại vì một phần khi mà 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 hướng dẫn đó, thì tôi phải chọn cái dễ nhất mà bây giờ mọi người nhiều người đã làm được cái dễ rồi thì mình sẽ nâng tầm mình thêm nữa vậy ha ừ, em hiểu rồi Ừ, không có chi. chi nữa không rồi vậy chúng ta qua phần của phúc lê nha phúc lê có đang trong lớp không tại vì bài của phúc lê rất là hay đó các bạn hầu như không có cái lỗi gì luôn nó chỉ có một cái chút xíu chỗ này thôi phúc, phúc ơi are you here cho nên nếu mà gọi là chọn một bài để làm mẫu thì chắc là chọn bài của phúc lê mọi người về nhà đọc bài của phúc lê đi phúc có đây không em ơi để kiếm rồi Dạ thầy. Đó ạ. À, à. à, ủa. Ủa. Ấy cha, hình như không phải là học sinh mà là người lớn. Vậy thì em phải kêu lại chị Phúc. <laughs> chị, ủa chị chị tên gì sao em không thấy đây ta? Dạ Nick Anna đó thầy. À à vậy là chị đấy à Ok, ok, ok. Rồi bài viết tốt nhất lớp. Yes. Thầy ơi, dạ, thầy, em... thầy thầy kéo lên phía trên. Kéo em lên có một chơi. chỗ ở ngay chị chị Phúc Lê á. Phúc Lê. Chị Phúc, 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 Phúc Lê. Dạ, em muốn hỏi. Dạ, uh, ngay cái uh, cái câu đó là có phải thừa không thầy? Tức không là hả? the given diagram uh, iliress, uh, à. the manufacturing process. Process. cái chỗ manufacturing. Có, có đúng, 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 đúng rồi. À. Chưa vậy ý đấy à? Dạ. 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 Đây nè ha yes, Được. Đúng rồi Hơi dư một chút Manufacturing process For making sugar From sugar cane Tại đang học thôi Chứ không phải là Dạ <laughs> à, đúng rồi Đúng rồi Nên hỏi Phải hỏi như vậy Phải hỏi như thế Nhưng mà cái đó Nó ít thu hút sự chú ý um... Cho nên là Nó cũng không có quá là quan trọng Nhưng mà như bài của chị Là em có sữa phải không Vâng à, đúng rồi, production đấy. À, production, yeah, yeah. production process. Bởi vì người ta không có dùng cái chữ production process. Production process. Người ta sẽ dùng là producing process hoặc là manufacturing process hoặc chỉ đơn giản là production. Hết, không có cái gì đằng sau nữa. Thường là như vậy. Cho nên chính vì vậy cái chữ production process nó thu hút sự chú ý của em à vâng ạ và sẵn đây nói luôn về cái chữ là thu hút sự chú ý đó là một từ được giám khảo IELTS sử dụng chứ không phải là em à, quý vị về coi cái uh, mấy cái uh, mô tả về điểm IELTS đó quý vị sẽ thấy rằng là người ta định nghĩa những cái lỗi mà không thu hút sự chú ý thì người ta sẽ nhẹ tay hơn trong việc trừ điểm à, coi cái đó. đó. Rồi đó, đó vâng ạ à, cứ hỏi mọi câu hỏi đều được hoan nghênh bài của Lâm Kha thì uh... bài của Lâm Kha thì chỉ có nói cái chỗ này thôi tôi nghĩ chỗ này là cái chỗ uh... cần nói nhất ở trong bài thì bạn Lâm Kha nói về hai cái cách để thu hoạch mía một là bằng máy và hai là bằng tay nhưng mà bạn dùng cái chữ special equipment ý của bạn chính là bằng cái lưỡi liềm. Nhưng mà rất tiếc bạn ghi như vậy lại khiến cho người đọc hiểu lầm. Khi mà mình đọc như cái chữ special equipment một cái là mình nghe tới công nghệ liền. Nhưng mà cái đó coi như là cảm quan của mình thôi đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Chữ equipment này nó không có thực sự thể hiện việc khai thác bằng tay đó cho nên là lâm kha phải thay đổi thôi rồi bài của chị ninh thì ok bài chị ninh cũng hay hay lắm đó em có ghi nè bài rất là hay chỉ là có những cái cái mistake mà em nghĩ là nó khá cơ bản hơi lạ hơi ngộ tức là để biết được hay như này thì uh, sẽ ít khi phạm những cái lỗi như thế này nhưng mà không sao hay là được ờ uhm. à, thì đối với bài của chị ninh thì em chỉ muốn nói về cái chữ end up mà em có nói ở trong bài của sữa rồi đó thì em nói luôn cho quý vị nghe ha, là chữ end ở đây chị nói là uh, cái uh, quy trình đó bắt đầu bằng việc trồng mía và kết thúc bằng việc này đó thì mình dùng chữ end thôi chứ đừng dùng end up bởi vì ở đây em ghi nè end up có nghĩa là cuối cùng lại là nó để diễn tả một cái kết quả thường là bất ngờ, thường là không mong đợi, chứ không phải là bước cuối cùng của một quy trình. Ví dụ đây. I wanted to become a singer, but I ended up teaching English. Tôi muốn trở thành ca sĩ, nhưng cuối cùng lại đi dạy tiếng Anh. Đó, cái chữ cuối cùng nó mang nghĩa như vậy đó. Ended up. Hay là She was going to make a cake. Cô định làm bánh nhưng cuối cùng lại làm rối tung cái nhà bếp. Thì đó chính là cái chữ cuối cùng. Theo sau đó là một verb in. Rồi chị Uyên, chị Uyên ơi có đây không? Để em tìm. Hình như có thì phải, có ông ta. À có. Chị Thu Yên có đang ở đây? À, à, rồi. Rồi, thấy câu hỏi của Quốc Khánh rồi. Rồi, để lát xử lý cái câu hỏi của cô con sau nha Khánh. Ở đây thì em muốn uh, lưu ý với mọi người về cái cách dùng chữ such as và chữ including. Đây. Em chỉ có sửa chứ em không có giải thích. Bây giờ em giải thích. Such as dùng để liệt kê vài hạng tử trong tập hợp. Ở đây có bạn nào chưa học tới tập hợp và hạng tử không? Tức là có ai chưa học ở lớp 6 không? Ở trong lớp mình độ tuổi cũng đa dạng. Trong khi đó including có thể dùng để liệt kê vài hàng tử hoặc kể hết tất cả hàng tử quý vị thấy được cái sự khác nhau giữa hai cái này chưa và cái thứ ba name dùng để liệt kê tất cả các hàng tử Đó, ok không cả lớp? Vậy thì um, em ví dụ ha. On Monday we learned many subjects. Vào thứ hai, chúng tôi học nhiều môn. Nếu quý vị ghi chữ as thì người đọc sẽ ngầm hiểu rằng à bạn này chỉ đang kể một vài môn thôi chứ không có kể hết. trong khi đó nếu dùng chữ namely hay dịch ra là tức là đó hay là being cũng được chữ being hay chữ namely đều nhằm một mục đích địch đó hết đó tức là dùng để kể hết ra luôn. math, physics, English and chemistry và đây là tất cả những gì trong tập hợp có còn chữ including được sử dụng một trong hai. Do đó nếu mà các anh chị không nhớ được hết mấy cái này nhớ giùm em một chữ including là đã hoàn tất cho lớp cơ bản rồi. Còn uh, tại sao em lại sửa chữa? Bởi vì em đọc vô đây em có cảm giác chị Thu Uyên đang muốn ghi, ghi hết tất cả các bước. Cho nên không dùng chữ such as. Rồi ok em chị Uyên ha. Dạ yeah, ok. Con ạ à, là cái gì vậy Khánh? <laughs> Tuấn Kiệt cũng vậy. Ủa là cái gì vậy ta? À, chưa học tới tập hợp ấy à ok đơn giản là liệt kê thôi rồi tới anh bằng thì uh, cũng không có cái gì lớn lao anh bằng không có gì lớn lao hết okay. chị uh, bạn dũng cũng nói hết rồi ok đây nè uh, chỉ có bị uh, thừa phương phương châm về lượng vi phạm phương châm về lượng chút xíu thôi là human laborers hoặc là human labor hoặc là laborers đây bởi vì laborer nó là một người rồi rồi à đối với bạn thúy an thì bài viết rất hay nhưng mà tại vì viết ngắn quá cho nên là điểm thấp cho nên tôi có khẳng định với bạn rằng là à, bạn viết hay tôi chỉ cho bạn thấy rằng điểm của bạn thấp là do bạn viết thiếu chứ không phải là bạn viết dở. Vậy thì uh, cứ phát huy cái việc sử dụng ngôn ngữ như vậy nha và thêm ý vô. Mô tả kỹ hơn. Thêm mục đích cho từng bước. Đừng thêm nhiều nha, thêm nhiều là giống như Đức Mạnh hồi nãy đó nó sẽ bị lố. Thêm thì thừa thôi. Rồi. rồi, chị Hiền. À rồi chị Thúy An đã đã là đã, đã đáp rồi Ờ uh, uh, Đối với chị Hiền thì uh, Hay là anh Hiền gì đó Thì uh, anh hay chị ạ à? Thì em chỉ muốn sửa cái chữ relocated thôi Ở đây mình ghi nè Sau đó Nước mía Mà không phải là purify purified Em có sửa luôn không ta À chưa sửa gì thì phải sửa Không phải là in juice Mà phải sửa thành purified juice Nghĩa là nước mía đã sạch rồi. Chứ không phải là nước mía có công dụng đi làm sạch cái gì khác. Lát nữa em sẽ phân biệt cái đó cho quý vị. Thì cái nước mía sạch rồi mới làm sao ạ? À? Mới được chuyển đến cái à, máy bay hơi. Thì ở đây em có ghi rằng là từ này là chuyển đến, trong ý nghĩa là chuyển chỗ, chuyển chỗ ở. Chẳng hạn tôi vừa chuyển đến New York, hoặc là dời vị trí của một vật cố định. Cái bản chất của nó là vậy. Chẳng hạn như dời nhà bếp từ A sang B. Dời cái bàn này sang góc bên kia. Đó là relocate. Dùng để nói về những việc cố định. Chứ không phải là chữ chuyển trong nghĩa vận chuyển. Chính vì lẽ đó chỗ này mình không dùng chữ relocated. Bởi vì nước bía nó có cố định ở đó đâu. Mình dùng chữ gì? Sẵn đây ghi luôn transported, conveyed, moved, brought, à gì nữa nha? Chuyển đến, chuyển tới, moved, taken, thậm chí đôi khi có thể là put, Đó. À, chứ không dùng chữ relocated. Rồi, vậy thôi. À, rồi. Ok, em thấy câu hỏi của anh Bằng Rồi để em Em sẽ trả lời câu đó ha Của anh Bằng Trước khi câu hỏi của anh Bằng nữa, Thì em sẽ trả lời về cái chuyện mà um, Động từ thêm in Xong rồi đến danh từ và động từ ở dạng EDV3 xong rồi đến danh từ. Như chúng ta đã biết được sự khác nhau giữa interesting và interested rồi đúng không? Mà cái đó là nó khá là phổ biến, quý vị chắc là nghe nhiều rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ không nói về cái vụ này, em sẽ nói về một cái công dụng khác của hai từ này. Nếu quý vị chuyển một động từ thành dạng verb in rồi đặt nó đằng trước danh từ thì nó sẽ chỉ mục đích ví dụ swimming pool cái hồ này dùng để bơi hay là running shoe là giày dùng để chạy sleeping bag cái túi dùng để ngủ cái túi này không phải là cái túi nó đang ngủ mà nó dùng để ngủ hay là washing machine, máy giặt vân vân. Vậy thì ở trong những cái cấu trúc này chúng ta thấy hoặc là cái danh từ nó thực hiện hành động đó, hoặc là cái danh từ nó có cái mục đích đó. Vậy thì suy ra chúng ta thấy purifying juice nghĩa là gì ạ? À? Hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất là cái nước này cái cái nước juice đó, đó nó thực hiện hành động purify. Chẳng hạn như trong ví dụ của washing machine, cái máy này làm công tác giặt được không ạ? Hoặc ý nghĩa thứ hai là cái juice đó dùng để để là là một công cụ cho người ta purify cái gì đó khác. Ok. Chẳng hạn như như cái swimming pool, ủa cái pool nó đâu có bơi, con người là bơi, con người mới bơi đúng không? Hay là cái giày nó đâu có chạy, con người chạy. Nhưng mà đó là những cái công cụ mang mục đích là swimming và running. Thế ở đây cũng vậy, nếu quý vị ghi purifying juice thì chúng ta hiểu rằng cái nước này là cái nước dùng để làm sạch cái nước khác tức là quý vị đem cái nước mía đó đó đi đi lau chùi hay đi rửa cái gì đó khác và cả hai ý nghĩa đó đều sai so với cái bức hình bức hình của chúng ta bắt buộc phải là purified Chutes là một cái vật thể đã qua cái bước purified rồi tới đây mọi người có ok chưa comment cho em chữ ok nào. Thầy ơi, cái dạ. đó có phải, cho em hỏi tí ạ, dạ. à, có phải là cái purified uh, ở trong đó mà V3 đó có nghĩa nó đây là ở dạng bác si, tức là nó là một chủ thể đã được làm cái chuyện đó. Dạ. Như vậy, em nói trong trường hợp chung chung chứ không phải trường hợp cái chút này đâu. Dạ đúng có rồi, phải Bị vậy không? dạ đúng rồi chị. Bị động, nếu mà mình như vậy thì suy ra, cái now này đến nếu mà chung chung để em giải thích theo kiểu chung chung thì khi đó cái now này nó thực hiện cái hành động này lộn nó nhận được cái hành động này hành động này tác động lên cái now đó ok ví dụ purify juice tức là cái hành động purify nó tác động lên cái juice cái juice nó nhận được hành động purify hay là à, rồi thêm nha deserted place một nơi bị bỏ hoang Desert là một động từ bỏ hoang và cái nơi này bị bỏ hoang được không ạ? Nơi bị bỏ. Hoang. À, đồ ngọt và thế. Sao con? Desert đồ ngọt và thế. Rồi đồ ngọt là thêm chữ s dùm thầy ha, đây desert. Mà cũng không phải là đồ ngọt. đồ ngọt là desserts. À. À, nhưng mà cũng không phải đồ ngọt đâu, không nhất thiết phải là đồ ngọt, đây là tráng miệng nha con. Rồi nhớ phân biệt. Thêm cái nữa nè quý vị, chẳng hạn có cái chữ là unanswered question. Câu hỏi chưa được trả lời. Chứ câu hỏi làm sao thực hiện hành động trả lời? Đó, người ta trả lời cái câu hỏi. Đó là một ví dụ của V3 như ở đó. Được không ạ? Hay là quý vị hay thấy cái này đó là FQA nè, thấy chưa? FAQ. Đó là gì? Frequently asked questions, những câu hỏi thường được hỏi. Được hỏi. Ủa chứ câu hỏi thì làm sao thực hiện được hành động hỏi người khác? Người ta hỏi cái câu hỏi đó chứ đúng không? Rồi, ông biết trả lời như vậy là ok với chị Dương chưa ha? Ok. Ok rồi, ok. Dạ ok Ok, thân rồi, thân. chắc là đây là câu uh, cuối cùng của bài hôm nay. Sau đó ai nghĩ thì nghĩ, còn em sẽ sửa cái bài của tháng 7, cuối tháng 7 tuần trước ở đây bài dùng sugar cane nhưng mà tại sao sơ đồ là diễn giả là sugar cane số nhiều ở đây có có ai giải thích được không ạ à? em tin là trong lớp có người giải thích được kai thích được không kai không kai không <laughs> có ai giải thích điều này được hay không sugar cane không đếm được đúng rồi như vậy thì tại sao sơ đồ lại đây, đề bài nó dùng luôn đó. Và trong bài của tôi tôi cũng dùng. Nó dùng cả sugar cane chứ không phải một cái sugar cane. ờ à, ừ cũng được. À, nếu vậy thì tại sao lại có vụ đếm được không đếm được? Vậy tại sao nó được xếp vào nhóm không đếm được? Đó, câu hỏi của chú ở chỗ đó đó con. Ok chị Hiền không có chi. Có ai giải thích được không ạ? nay Đây quý vị nhìn ha. Sugar cane trong đề bài đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây, sugar cane. Nhưng mà cũng ngay trong cái đề này Nó ghi sugar canes Đó, ai giải thích được Nó nói về những cái cây mía Những cái cây mía rồi một cái cây mía Đúng rồi, vậy thì cây vậy thì mình, đã giải thích được chừng. Mình đã giải thích được tại sao người ta lại dùng sugar canes Ở dạng số nhiều Đó là đang nói về những cây mía Đếm được, đúng không? Bán cho em hai khúc mía đi cô cô bán một mía hai mía vậy thì tại sao nó vẫn là danh từ không đếm được nào chúng ta sẽ cùng nhau xem qua tra từ điển thì quý vị sẽ thấy ha nó là danh từ không đếm được đó đây này. sugar cane okay. đó đâu định nghĩa nè u u là gì là không đếm được Vậy mà ở đây dám khẳng định là a uh, tropical plant. Tại sao lại mâu thuẫn như thế? Ai à, giải thích được? Nó là một cái cây uh, hoang dã. <laughs> Chú ý thì vào đếm gì? được hay không đếm được. Nhiệt đới là nó là một cái cây nhiệt Vậy thì tại sao lại không đếm được gì đấy? Nào, câu trả lời phải phục vụ để làm rõ câu hỏi. Câu hỏi là tại sao nó lại được cho là không đếm được mà cái đường không đếm được suy nghĩ thêm đi Khánh không phải tại vì cái plan là đếm được dạ, cái plan là đếm được còn sugar can là mình nói chung là cây mía một cách chung chung đó. không đếm <laughs> được. được dạ vâng ở à, thực ra thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi đó quý vị quý vị uh, cũng không cần phải quá ư là uh, gọi là kêu bằng là 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 khắc khe quá với cái chuyện đó. Người ta định nghĩa danh từ đếm được và không đếm được như sao? Và không đếm được. Nó phụ thuộc vào cái việc các bạn muốn gọi là gì, đúng không? Thì những cái gì mà nó quá nhiều, người ta sẽ xếp nó vô cái nhóm không đếm được. Bởi vì cây mía nó có bản chất là cỏ. Hồi nãy có bạn Đức Mạnh, Đức Mạnh coi trong lớp không? Đức Mạnh nói rồi, mía là một cây cao, thuộc họ cỏ. Mà cứ cỏ là không đếm được quý vị, tại nhiều quá đếm sao nổi. Nhưng, danh từ không đếm được không có nghĩa là không ở dạng số nhiều. Trời ơi sao mà ba chữ không luôn danh từ không đếm được không có nghĩa là không có dạng số nhiều vẫn có ví dụ grasses có hairs có rice rice right, để được chúng ta gào đếm được không không nhưng vẫn có rice water có đếm được có s không có thể có, có s được không có luôn có. <laughs> nhưng mà là danh từ nha chứ phải động từ Động từ nói chi nữa? My mother waters every day. Cái đó nói chi? Đây nói danh từ luôn đó. Many waters. Rồi gì nữa không? Coffee đếm được không? Không. không được. Nhưng mà vẫn có coffees. Two coffees. Vậy thì ai thích được không ạ? Thôi để giải thích luôn cho. Vậy thì nếu mà danh từ không đếm được trong từ điểm mà được sử dụng ở dạng đếm được trong cuộc sống thì một là trong những tình huống mà người ta đếm được mà người ta cố ý đến và đếm được chẳng hạn như rồi kính thưa quý vị và sau đây là bước trang trí cho tấm thiệp noel mỗi người hãy chuẩn bị cho tôi ba hạt gạo đi nào đặt lên tay cho tôi ba hạt gạo. Chúng ta sẽ dùng ba hạt gạo này để trang trí chính tấm thiệp Noel của ta nhé. Hay là ai mà đi lên đi lên Đà Lạt sẽ thấy rằng rồi bạn ơi chọn hãy hãy chọn một hạt gạo tôi sẽ viết tên người yêu của bạn vào hạt gạo đó đó một hạt một hạt thôi chọn hai hạt hay là không đếm được là tôi tính tiền đó nha ví dụ vậy là một trường hợp không đếm được hay là Ê, trong tóc của ở lộn trong tô phở của mình có ờ hair Không rồi con ruồi thì đếm được chắc chắn rồi được không nè khánh là thầy nghĩ là mình không nên nói leo đâu con đợi thầy nói xong rồi con hãy phát biểu nha à, trong tô phở của mình có một cọng tóc vậy thì chúng ta dùng a hair để được. được không? rồi trường hợp thứ hai đó là gì là khi chúng ta chỉ chủng loại ngay trong từ điển luôn định nghĩa luôn đây quý vị có thể xem đây Đây, 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 grass, đúng không? Rõ ràng là danh từ không đếm được phải không? Nhưng mà đây ạ, à, đây, a vase of dry flowers and grasses. Khi người ta nhắc đến grasses, tức là người ta nói về mấy cái loại cỏ khác nhau, cỏ mần trầu, cỏ tranh, cỏ gì đó, người ta gom thành một bình. Thì cái đó gọi là vase of grasses. Được không ạ? À? Rồi. và thứ ba nó liên quan tới uh, gọi là gọi tắt cái này trong văn nói là nhiều hơn coffee không đếm được nhưng khi mà người ta nói can i have two coffee cứ việc đọc vô con này make sense không vô ngân hàng ở lộn vô nhà hàng hỏi can i have two coffees mình có bắt bẻ ê có đi học không tại sao coffee là thêm s <laughs> mình có nói vậy không Nói coffee sẽ là, là gì? Ờ nó như đi 2 ly coffee, 2 ly coffee. Ờ 2 ly, 2 ừ. phần coffee. Được không ạ? À rồi uh, waters cũng vậy luôn. Dạ. Yeah. I need four waters. Đi vô karaoke nè, ở này không có có vài em dưới 18 tuổi, nhưng mà thôi kệ cứ coi như đi karaoke với gia đình. Vô đó hơi cho à, lộn. <laughs> okay, can I have four waters? Bốn chai nước suối. Vậy thì trở lại câu hỏi của anh Bằng Tại sao trong đề nó vừa có đếm được Vừa không đếm được Đơn giản thôi Sugar cane đang nói, đang nói chung chung Đang chỉ một loại nguyên liệu Trong khi đó ở đây nó đang nói rõ là Từng cái cây Vậy thôi Ok không anh Bằng Vâng ok Cái này Sao Vâng ạ cái này Cái thầy giải thích thì Nó rộng và nhiều Nhưng mà Đưa vào bài thì nó nói lại là cái chung chung và chỉ những cái từng cái trong cái dễ dạ. hiểu là nhiều rồi nhưng mà thực ra đó uh, nếu mà theo cái cái đề này đó tha thì em nghĩ anh dùng cái danh từ đếm được nó sẽ make sense hơn vâng. tại vì người ta đã nói về những cái khúc mía những cái cây mình đang thao tác trên từng cây một từng cây vâng. từng cây một thì mình nên dùng danh từ đếm được rồi vâng. à, vậy đó dạ vâng rồi vậy là... vâng gỗ cũng vậy đâu quý vị ạ à. sau này khi gỗ có đếm được không quý vị word không. Không, không nhưng mà bây giờ mình sản xuất giấy thủ công đây có một cái anh đang dùng tay để sản xuất giấy bây giờ người ta cho từng cây gỗ vô trong máy người ta bỏ từng cây gỗ vô trong máy vậy thì quý vị ghi ở trong bài là gỗ được đưa vào máy người ta dùng số nhiều hay số ít tức là số nhiều hay là không đếm được Số... số nhiều nên là số nhiều, nhiều. nhiều. tại vì nó đang chỉ đang ám chỉ khúc gỗ và cái gỗ đang làm vậy đó rồi câu hỏi của anh bằng vậy chứ hay đó nha <laughs> cảm ơn thầy rồi. Rồi. rồi tới đây mình chào nhau cái đi rồi mình hỏi lại bài cũ hôm trước rồi mình chào nhau cái này ai ở lại thì ở lại ha những ai những anh chị nào mà có nộp bài cuối tháng 7 thì nên ở lại nào quý vị xin chào bye 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 bye, bye. bye, 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 bye cũng không ở lại được bye nữa. teacher à bye bye uh, minh bye, uh, uh, bye, bye teacher à xin chào Khánh. chào hưng. Hưng. xin chào xin chào hưng xin chào mọi người rồi à, quý vị có câu hỏi gì cho cái bài uh, hôm trước không ạ em có gửi rồi đó có ai hỏi gì không bài mang mã số uh, 0 không bảy hai ba không tám em có gửi vô Quý vị có thời gian coi chưa? <laughs> à Thái An rồi rồi quên quên Lát nữa thầy sẽ trả lời câu hỏi của con Về cái nhóm Nộp bài đâu thầy? Nộp bài đúng không? Đấy cái đó cái chỗ đó đó Để th lát thầy sẽ nói lại nha Đây nè cái bài hôm trước nè có ai hỏi gì không ạ? À? À, hôm trước là có chị Lý Hiền nè Bảo Ngô, Anh Bằng nè Anh Hào, chị Thủy nè Triều nè Chị Thanh Thủy nè Chị, chị Dương nè Chị Nga và bảo anh nè nương nương nữa nè chị thu yên cũng có ngọc linh hoàng dũng đó có hay hỏi gì không hỏi đi hỏi đi ha trong khi chờ đợi hướng dẫn cách nộp bài à em thấy micro của chị hậu đang mở biết chị hậu có muốn hỏi gì không Em thấy micro chị Hậu đã tắt, suy ra chị Hậu không muốn hỏi gì. Rồi cho con hỏi được không ạ? Ừ con hỏi đi con. Thì quay lại cái phần sơ đồ làm nghĩa ạ. Ừ rồi, quay lại phần sơ đồ ha. Sao? Growing họ, họ có growing, harvesting, crushing, à. purifying. Ừ. Sao cái evaporator <cười> và centrifuge. <laughs> <safety. cười> ừ thì nó lại không thêm in không yên ok đó là bởi vì những cái mà thêm yên đó con nó đang nói về cái hành động còn những cái như thế này là nó đang nói về cái thiết bị ở trong cái đồ thị người ta sẽ chọn cái cách làm sao cho trực quan nhất tức là dễ nhất ngắn gọn nhất ở đây mình chỉ cần nói về cái thiết bị là đủ rồi evaporator đúng không chứ nếu mà ghi ra là phải ghi là gì Um, uh, removing uh, water from gì đó, người ta không thích gì ta ghi ngay cái này evaporator là đủ. Tương tự bên này centrifuge là cái máy ly tâm, người ta ghi centrifuge là đủ. Rồi, đó là do chủ đích của người uh, làm đồ thị thôi con. Và thầy nghĩ nếu mà sâu xa hơn một chút nữa, đó cũng là cái thử thách của người làm đồ thị coi coi mình có đọc và có hiểu hay không. Để mình chọn cái cấu trúc cho phù hợp. Rồi vậy ha Khánh ha. À, câu của Đức Mạnh là. Mạnh ơi chắc là gửi lại bài đi Mạnh ha. Tại vì. Uh, không có thấy bài của Mạnh. Không thấy bài của em. Chắc là. Có vấn đề. Where should I send? Tuần sau. Trong cái bài. Lý thuyết. Ở bên dưới là nộp bài em nộp luôn bài cũ em ghi chú là đây là bài cũ là thầy sẽ biết rồi đây là Thái An nhớ vô cái group này thấy chưa mến trò ba ngàn mấy người nè mình uh, coi chừng vô nhầm group giả giả tạo và quan trọng nhất là vô đây thì kiếm sẽ thấy rất là nhiều bài học và mình kiếm cái phần uh, IELTS của mình cái lớp IELTS mình kéo kéo xuống dưới đó. đây Thầy ha. Rồi. Con kiếm không thấy đúng không? Vậy thì Thái An uh, cho thầy cái uh, số điện thoại của mẹ nhắn riêng cho thầy đi. Sau đó là thầy sẽ nói các cô gọi cho mẹ con để hướng dẫn. ôi bây giờ là thầy phải vào chuẩn bị lớp sau rồi. Thái An nhắn nhắn cho thầy nhanh lên. Rồi xong, ok, thả nhận được của Thái An Đức Mạnh, em gửi trong này thì sẽ Giờ tắt rồi, giờ tắt máy Là nó sẽ mất Em cứ gửi lại đi, gửi lại trên Facebook cho mọi người cùng thấy ha Thôi được rồi quý vị Rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi Bây giờ thì uh, dù rằng muốn ở lại thêm Nhưng không còn thời gian tại vì em có lớp sau